Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Đoàn Dung. Thì như các bạn đã biết thì viêm da cơ địa là một trong những bệnh da mạn tính tái phát và có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi hay là độ tuổi nào, với những triệu chứng điển hình có thể là da khô, nứt nẻ, bong chóc, rướm máu hoặc thậm chí là hội nhiễm. Thì người bệnh có thể lựa chọn một trong những phương pháp như là điều trị bằng Tây y, điều trị bằng Đông y, điều trị bằng thảo dược. Tuy nhiên với bất kỳ phương pháp nào thì người bệnh cũng cần có một chế độ chăm sóc da hợp lý, giúp bệnh hạn chế tái phát hơn và hạn chế tình trạng bệnh có thể diễn biến nặng hơn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một số biện pháp có thể chăm sóc da khi bạn đang mắc viêm da cơ địa. Thứ nhất đó là vệ sinh da và tắm đúng cách. Thì khi tắm thì các bạn cần phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây. Đó là chúng ta không nên tắm nước quá lâu, bởi vì khi mà tắm quá lâu thì da của chúng ta sẽ dễ bị mất nước hơn. Da khô sẽ kích thích da gây ngứa và ảnh hưởng không tốt tới vùng da bị viêm da cơ địa. Mỗi lần tắm thì chúng ta không nên tắm quá 10 phút. Tiếp theo nữa đó là không nên sử dụng nước tắm mà nóng quá. Nhiệt độ thích hợp nhất đó là từ 34 cho tới 37 độ C. Nếu như mà bạn tắm nóng quá thì sẽ làm mất cân bằng độ ẩm tự nhiên của da. Tiếp theo nữa đó là nên chọn những loại sữa tắm phù hợp với độ pH của da. Không nên lựa chọn những loại sữa tắm mà có chất tẩy rửa quá mạnh. Nên ưu tiên chọn những loại sữa tắm mà có nguyên liệu từ thiên nhiên, có độ pH phù hợp và không chứa các loại hương liệu, hoặc là sử dụng những loại sữa tắm mà dành riêng cho bệnh nhân viêm da cơ địa mà đã được bác sĩ chỉ định. Tiếp theo nữa đó là khi mà bạn sử dụng bất kỳ một loại sản phẩm chăm sóc da nào mà có hiện tượng kích ứng da, ví dụ như là đỏ rát, da ngứa hơn, da đỏ hơn, thì các bạn cần ngưng sử dụng lại và nên rửa sạch vùng da với nước và báo ngay cho bác sĩ để có những phương pháp cũng như là điều chỉnh phù hợp. Thứ hai đó là nguyên tắc dưỡng ẩm cho da. Thì với viêm da cơ địa có dưỡng ẩm hay không, đây còn là một vấn đề mà chúng ta đang tranh cãi. Thì để mà có thể nhận biết được da của chúng ta có được dưỡng ẩm hay không thì mình xin chia viêm da cơ địa thành hai thể. Đó là viêm da cơ địa thể chảy dịch và viêm da cơ địa thể khô. Đối với viêm da cơ địa mà đang có biểu hiện là chảy dịch thì chúng ta không nên dưỡng ẩm. Bởi vì khi mà da mà chúng ta dưỡng ẩm thì vô tình tạo thành một lớp màng bao bọc xung quanh tổn thương, khiến ảnh hưởng tới quá trình mà điều trị. Thứ hai đó là viêm da cơ địa thể khô. Với thể này thì chúng ta bắt buộc cần phải dưỡng ẩm, bởi vì khi mà dưỡng ẩm đầy đủ cho da, da của chúng ta sẽ khỏe hơn. Các triệu chứng như là khô da, bong chóc cũng sẽ được cải thiện hơn. Tuy nhiên khi mà dưỡng ẩm thì các bạn cũng cần phải tuân thủ theo một số những nguyên tắc sau đây. Đó là chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm kem dưỡng ẩm hoặc là xịt khoáng dưỡng ẩm lành tính, tự nhiên, an toàn cho da, hạn chế những tình trạng kích ứng cho da. Và khi mà sử dụng các loại kem dưỡng ẩm có chứa thành phần corticoid thì chúng ta cũng cần phải hạn chế, trừ trường hợp mà được bác sĩ chỉ định. Tiếp theo nữa, khi mà sử dụng các loại sản phẩm dưỡng ẩm trên da thì số lần sẽ phụ thuộc vào mức độ tổn thương của bạn. Nếu như mà da của chúng ta khô bình thường thôi thì bạn có thể sử dụng một lần một ngày, hoặc nếu trong trường hợp mà da của bạn quá khô thì có thể sử dụng tăng số lần lên từ 2 cho tới 3 lần, hoặc là theo hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ. Và tiếp theo nữa đó là khi mà chúng ta sử dụng các sản phẩm dưỡng da hoặc là dưỡng ẩm chăm sóc da thì chúng ta cần phải thoa đều tay, thoa theo chiều lông mọc để hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông, cũng như là không nên chà sát da quá mạnh để tránh ảnh hưởng tới vùng da mà chúng ta đang cần điều trị. Nguyên tắc thứ ba đó là sử dụng các loại thuốc hoặc là các sản phẩm mà được bác sĩ chỉ định. Thì trong quá trình điều trị thì các bạn lưu ý là chúng ta cần phải sử dụng đúng theo liều dùng và cách dùng mà bác sĩ đã hướng dẫn, tránh trường hợp mà chúng ta lạm dụng hoặc là sử dụng thêm, hoặc là tự ý mua hoặc là kết hợp với các loại thuốc khác mà chưa được bác sĩ hướng dẫn, để tránh việc mà tương tác thuốc cũng như là gây ra các tác dụng phụ mà không mong muốn. Nguyên tắc thứ tư đó là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Việc mà chúng ta xây dựng được một chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh sẽ giúp cho tổn thương của chúng ta mau lành hơn và có thể là hỗ trợ trong quá trình điều trị của bác sĩ. Thì cụ thể một số các loại thực phẩm mà chúng ta cần phải tránh như sau. Đó là những loại thực phẩm mà gây ngứa, ví dụ như là thịt gà, hải sản, những loại thực phẩm mà giàu chất béo, tinh bột, hoặc là một số các loại thực phẩm mà nhiều gia vị, đồ ăn cay nóng. Và bạn cũng nên hạn chế những loại đồ uống có cồn hay là thức uống có ga. Ngoài ra là những thực phẩm mà lên men, ví dụ dưa muối, cà muối thì chúng ta cũng cần phải hạn chế. Ngoài những thực phẩm trên thì bên cạnh đó thì những thực phẩm mà bạn cần phải bổ sung hàng ngày đó là những loại thực phẩm mà giàu vitamin E, giúp cho da của chúng ta sẽ mềm mịn hơn. Những loại thực phẩm mà giàu vitamin C thì sẽ giúp cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn và cũng giúp cho da của chúng ta mau lành sẹo và giảm tình trạng thâm do tổn thương để lại. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên bổ sung những loại thực phẩm mà giàu protein hoặc là hoa quả, củ quả, trái cây xanh, sẽ tăng độ đàn hồi cho da cũng như là sức đề kháng của da lên. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải uống nước đầy đủ, uống theo nhu cầu để làm tăng độ trao đổi chất của cơ thể, từ đó thì có thể hỗ trợ quá trình điều trị của bác sĩ.
Nguyên tắc thứ 5 đó là luyện tập thể dục thể thao. Thì mỗi người hãy lựa chọn cho mình một cái bộ môn phù hợp với độ tuổi, với tình trạng sức khỏe của từng người và duy trì nó đều đặn hàng ngày để làm cho cái sức đề kháng của chúng ta được nâng cao, từ đó cũng hỗ trợ cho việc điều trị bệnh viêm da cơ địa. Nguyên tắc thứ 6 đó là tái khám theo lịch hẹn. Khi bạn đi khám ở bất kỳ một cơ sở y tế nào thì bác sĩ cũng đưa ra lịch hẹn cụ thể để cho bạn tái khám. Nhưng mà tuy nhiên mình gặp rất là nhiều trường hợp bệnh nhân thấy tình trạng của mình thuyên giảm đi mà không đến khám theo lịch hẹn của bác sĩ, hoặc là tự ý ngưng thuốc không sử dụng nữa, khiến cho bệnh trong người thì chưa hết mà đã ngưng thuốc điều trị rồi, dẫn đến cái tình trạng là dùng sau đó nhờn thuốc và cả cái quá trình điều trị sau đó gặp rất là nhiều khó khăn. Do đó khi mà trong quá trình điều trị thấy cái tình trạng của mình nhẹ hơn hoặc là tiến triển nặng hơn thì bạn cần phải thông báo ngay lại cho bác sĩ, hoặc là chúng ta cần phải tái khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ để bác sĩ có thể đưa ra những cái phương pháp cũng như điều chỉnh phù hợp cho từng cơ thể và từng trường hợp điều trị. Vâng, trên đây là một số những lưu ý dành riêng cho bệnh nhân viêm da cơ địa. Và nếu như mà bạn còn bất kỳ những thắc mắc gì về căn bệnh này hoặc là những căn bệnh da liễu khác thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của phòng khám là 0789 502 555 để được bác sĩ tư vấn và điều trị kịp thời. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.